Cảm ơn Chúa vì hội thánh của chúng ta có mặt buổi sáng hôm nay. Uh, we thank God that uh, we are here uh, to worship God. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe lời Chúa chưa? À? Are we ready to receive the word of God? Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Amen. Um, tôi uh, muốn tiếp tục uh, để mà chúng ta suy nghĩ về uh, lời của Chúa ở trong uh, mát đoạn 4. I want us to continue to uh, to meditate on the word of god according to mark chapter 4. Yeah. Uh, 4 từ đây uh, mm -hmm. có để câu thứ uh, Xin lời thánh bây chúng ta cùng bà. đọc ở trong từ câu ba thì không uh. em uh, coi đây này. Xin tôi uh, xin phép uh, đọc ở đây cho Hồi thánh chúng ta cùng nghe. Hãy nghe đây có một người đi ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường chim đến ăn hết một số khác rơi trên đất đá chỉ có ít đất vì lấp không sâu nên liền mọc lên nhưng khi mặt trời mọc lên bị nắng thiêu đốt thì chúng khô héo vì không có rễ một số khác rơi giữa bụi gai gai mọc lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả được một số khác một số khác nữa rơi trên chỗ đất tốt nên kết quả lớn lên và nảy nở một hạt ra ba chục hạt khác sáu chục hạt khác một trăm ngày lại phán Có để nghe, hãy nghe. Okay, I will be reading from uh, um, the Gospel of Mark, chapter 4, starting at verse 3. Listen, behold, a sower went out to sow, and it happened as he sowed that some seed fell on the wayside, and the birds of the air came and devoured it. Some fell on stony ground, where it did not have much earth, and immediately it sprang up because it had, it had no depth of earth but when the sun was up it was scorched and because it had no root it withered away and some seed fell among thorns and the thorns grew up and choked it and it yielded no crop but other seed uh, fell on good ground and yielded a crop that sprang up increased and produced a thirtyfold some sixty and some hundred and he said to them he who has ears to hear let him hear yeah. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về bài học này với cái chủ đề là thay đổi để kết quả. And so uh, today we continue uh, about being fruitful and the the title of my message is uh, be transformed to bear fruit. Chúng ta suy gẫm tiếp tục về ví dụ người gieo giống và về cách làm thế nào chúng ta có một đời sống kết quả. Mm -hmm. And so we um, we think about uh, how our life can be fruitful. Đức Chúa trời muốn chúng ta kết quả khi ngài gieo lời của ngài vào tấm lòng của chúng ta. God wants us to bear fruit when He sow His seed, when He sow His His word into our heart. Dạ, yeah. ngài muốn thấy kết quả ở trong chúng ta. Because He want to see result and fruit in our lives. Kết quả mà Chúa muốn thấy không giống như những gì chúng ta đang có. So the fruit that God desire is not like what we what we are having right now. Kết quả Chúa muốn thấy bắt nguồn từ bên trong lòng, còn chúng ta thì lại bận rộn cho những kết quả bên ngoài. God wants the, the fruit to, to be produced on the inside of us, but what we, what we are concerned with is which we are only concerned with the fruit on the outside. Yeah. Bởi điều này, cha ta được tôn vinh, ấy là các con được kết nhiều quả và trở nên môn đồ ta. And by this, my father will be glorified that you will bear fruit and you will, uh, your fruit will last. 15 câu 8 đã chép về điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ về kết quả nào là kết quả theo ý muốn của Chúa. So let us consider what kind of fruit is according to the will of God. Yeah. Lời Chúa ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 4 thì chép như thế này. Uh, Revelation chapter 2 verse 4 says this nhưng điều ta trách con ấy là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Nevertheless, I have this against you that you have left your first love. Câu kinh thánh thứ hai mà tôi cũng muốn nói đến đó là Khải Huyền đoạn 3 câu 20. And another verse I want you to look at is Revelation chapter 3 verse 20. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Behold I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Điều mà Chúa muốn chúng ta kết quả theo ý Ngài đó là Chúa muốn chúng ta có một tấm lòng mới và một mối liên hệ mật thiết với Ngài. What he wants is that uh, we have a new heart and a heart that that go alongside with his will. Ờ uh, có một câu chuyện mà chúng ta đã thường được nghe đó là về câu chuyện của hai môn đồ về làng Emmaus. And we often hear the story of the two disciples who are on the on the uh way to uh the Emmaus. Khi mà họ đi về làng Emmaus khi mà họ nghe về sự sống lại của Chúa Giêsu. Uh, on the way they they heard people talk about Jesus resurrection. Nhưng họ chưa gặp gỡ Chúa sống lại. But they, they never met Jesus after he rose up. Họ rất là buồn rầu về cái sự kiện đó. Nhưng khi họ gặp Chúa trên đường. But, uh, when they met Jesus on the way to Amherst, Chúa mở mắt để cho họ thấy Ngài. And so Thì so nội trong giờ đó. And within that hour, họ quay trở về Jerusalem. They re, they go back. They went back to Jerusalem. Để nói về Chúa thật đã sống lại. To let the other disciples know that Jesus did rise up. Và đây là một cái điều đặc biệt ở trong đời sống của họ. And this is a very something that is very important in their life. Được gặp gỡ Chúa trong mối liên hệ đó sẽ khiến cho họ vượt qua những trở ngại

A person who knows the will of God will follow his will. Uh, Matthew 7:21 Không phải bất cứ ai nói với ta lạy Chúa, lạy Chúa đều được vào vương quốc thiên đàng đâu. Nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Và thứ ba đó là chúng ta cần phải có phẩm hạnh của Đức Thánh Linh và tâm tánh của Đấng Christ. And the third thing is that we must have the character like the Holy Spirit and Jesus Christ. Galati đoạn 5 câu 22 nói về những cái kết quả của một đời sống có sự đầy dẫy của Thánh Linh. Đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, khiêm nhu, tiết độ. So Galatians chapter 5 verses 22 and ten three describe a life that is filled with the fruit of the Holy Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yeah. Và trong đoạn 2 từ câu 5 đến câu 8 thì chúng ta cần phải có một kết quả đó là chúng ta mỗi ngày chúng ta phải hình thành tâm tấn, tâm tánh của and uh, Philippians chapter two, uh, verses five to eight, say that we need to have the mind of Christ. Chúa Because Jesus demonstrated for us a life that is submissive by coming uh, on earth and die and uh, to sacrifice for us. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ về kết quả theo cái gì mà con người chúng ta xây dựng. And now let us look at uh, fruit according to man's will. Con người chúng ta rất dễ bị ngộ nhận hay nói là nhận sai là những kết quả của chúng ta là đến từ Chúa. Uh, a lot of time we make the mistakes thinking that the result we have really come from God. Nhưng mà kỳ thực nó đến từ con người từ xác thịt và từ những công việc tôn giáo from chúng ta sẽ xem ở trong ma thi đoạn 7 câu 22 câu 23 nói như thế này trong ngày cuối cùng sẽ có những người đến với chúa và nói Lại chúa Lạy chúa chúng con đã chẳng từng nhân danh chúa nói tiên tri nhân danh chúa đuổi quỷ nhân danh chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao khi ấy ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng Matthew chapter 7 verses 22 and 23. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Và trong Matthew đoạn 23 từ câu 3 đến câu 7. And also Matthew chapter 23 verses 7, 3 to 7. Vậy hãy làm theo và tuân giữ những gì họ bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước những gì họ làm, vì họ chỉ nói mà không làm. Họ buộc và chất những gánh nặng khó mang trên vai người ta, còn chính họ thì chẳng động ngón tay vào. Họ làm việc gì cũng cốt để cho người ta thấy. Vì vậy, họ làm những thẻ kính kinh thật rộng rủ tua áo cho dài họ thích ngồi chỗ danh dự trong bữa tiệc và những ghế quan trọng nhất trong các nhà hội họ muốn được chào giữa phố chợ và được gọi là thầy mm. Matthew 23 verses 3 to 7 therefore whatever they tell you to observe that observe and do but do not do according to their works for they say and do not do for they bind heavy burdens Hard to bear and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. But all their works they do to be seen by men. They make their phylacteries broad and enlarge the borders of their garments. They love the best place at feast, the best seats in the synagogues, greetings in the marketplaces, and to be called by men, rabbi, rabbi. Yeah. Chúng ta thấy rằng những thầy thông giáo và người Pharisee -si dạy người khác nhưng mà mình lại không làm theo. So we see that the, the religious leaders at that time they, they told people to do things but they themselves do not observe those. Họ làm cốt để cho người ta thấy, thích cho người khác tôn trọng mình. And uh, the things that they they did do, they did it so that they get the approval of men. Họ gây chú ý, họ tạo ảnh hưởng, họ thích chứng tỏ và thích làm lớn. Mm -hmm. They just want to gain attention for people and they just want to, to, have, to hold high positions. Họ ham địa vị, họ sống một đời sống đạo đức giả. And they also live a hypocritical life. Họ đưa người khác vào hội thánh bằng cửa trước nhưng mà rồi tiễn thánh, tiếng người đó ra bằng cửa sau. Mm -hmm. They may lead people into the church uh, through the front door but then they also Or cause them to leave by the back door. Họ khiến người khác bị địa ngục gấp hai bởi vì họ không sống mm -hmm. theo lời của Chúa. And Lý do là vì tấm lòng của họ chưa có thay đổi. It is because their heart was not changed. Bản chất của Adam cũ vẫn còn nguyên ở trong lòng của họ. Mm -hmm. The 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 sinful nature of the first Adam was still in them Lòng của họ trở thành sơ cứng và không thể kết quả theo ý Chúa. Và chúng ta cũng thấy trong khải huyền đoạn 2, câu 2, câu 3, thì nói về cũng kết quả là nhiều người có mối liên hệ với công việc. Chịu khó nhọc, kiên trì, chịu đựng vì danh của Chúa. And also in, in Revelation chapter 2 talks about a lot of people, they, they do hard work and labor for the, for the kingdom of God. Yeah. Nhưng mà tất cả những điều đó cũng chưa phải là kết quả theo điều Chúa muốn. But even those things, they are not really the fruit that is according to the will of God. Tấm lòng người đó phải trở nên công chính, thanh sạch, được thay đổi bằng quyền năng của Đức Chúa Trời. But because their heart need to be changed by the work of, of, of Jesus Christ. Mảnh lòng mảnh đất lòng chưa được biến đổi nó không thể kết quả. And when their heart has not been renewed and changed, they cannot produce fruit according to God's will. 30, hay 100 cho Chúa. or 104 for God. Vấn đề mà tôi nhớ uh, Một sư giảng rằng là vấn đề không phải là do hạt giống, không phải là do người gieo giống. And uh, I remember Pastor Hugh said that the the uh, the issue here is not The, the seed of the word of God, and, and, and it's also not because of the sower. But the issue, the matter here is the heart of the people. So, in order to produce fruit according to the will of God, our hearts must be changed, transformed. chúng ta cần phải thay đổi hay nói rõ hơn là chúng ta phải làm sạch cái môi trường để cho hạt giống lời Chúa có thể phát triển. Chúng ta hãy xem xét lại xem có khi nào chúng ta muốn có một đời sống kết quả cho Chúa mà chúng ta không chịu thay đổi không? Let us uh, examine our heart. Is it that we we want to bear fruit but we don't want change? Hay là chúng ta tưởng mình đã thay đổi rồi trong khi chúng ta vẫn như cũ? Or we may think that we have changed, but in fact we Bao... are still the same. Vâng, yeah. vẫn như cũ trong nhiều năm qua. Uh, after many years, tôi thấy có khá, uh, tôi thấy cũng khá nhiều người mà trước đây tôi đã từng thờ phượng Chúa chung thì họ có thể theo Chúa năm, sáu chục năm, nhưng mà đời sống không có gì thay đổi cả. Because I met uh, people that uh, they may follow Christ uh, 50 years, 60 years but their heart has not been changed. Làm sao chúng ta biết mình cần phải thay đổi? How do we know that we need to be changed? Chúng ta phải so sánh với lời Chúa nói những kết quả mà ngài muốn chúng ta có. We have to compare our life with the word of God. Để chúng ta mới có thể thay đổi được. Then we will be able to, to change be transformed in our heart. Nếu chúng ta không muốn, không sẵn sàng. If we, we are not willing and we are not ready, Chúng, Chúa không thể làm được gì trong cuộc đời của chúng ta cả. Chúng ta không nhận diện được cái tấm lòng của chúng ta. If we do not uh, the of our hearts, Thì chúng ta cũng không muốn thay đổi. Then we won't, well, we don't want to Khi đọc phân đoạn kinh thánh này tôi thắc mắc. Vì sao Chúa lại gieo lời của Ngài vào những tấm lòng không thể kết quả được? Why, why did uh, God allow his word to be sown into heart that cannot bear fruit? Chúng ta thấy rõ là đất đường đi, đất đá, đất gai góc. Like the the wayside, uh, the uh, the rocky uh, road and also the thorny uh soil. Theo luật gieo trồng tự nhiên thì không ai gieo giống vào các loại đất này. Because normally nobody would sow seed into those er, those Nếu là chúng ta If it is us, Are we willing to sow our precious seeds into waste, the wayside, uh, the, uh, the, the rocky area, and also the thorny area? Vì mình biết chắc là nó không kết quả. Because we know right away that they will not bear fruit. Nhưng mà câu trả lời đến với tôi rằng... But I have the answer. Chúa là đấng nhân từ và công bình. God is merciful and he is uh, righteous. Ngài muốn mọi người được cứu. Because he want everyone to have opportunity to be saved. Được hiểu tấm lòng của Ngài. So that they could understand his heart. Được kết quả. And also to bear fruit. Và cũng đó là ân điển của Ngài. And that is his grace. Có ai đi theo Chúa mà khởi sự là tấm lòng chúng ta tốt ngay không? Any one of us that we when we follow God that our heart is already perfect? Yeah. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng Chúa muốn tất cả chúng ta dù ở trong loại đất nào. So we know that God want all of us whatever the condition of our heart. Ngài vẫn mong đợi kết quả nơi chúng ta. He still expect fruitfulness in our lives. Vậy thì làm thế nào để mảnh đất lòng của chúng ta có thể kết quả theo ý của Ngài? So how can our our heart can produce fruit according to his will. Yeah. Điều thứ nhất là hãy để cho Đức Thánh Linh cày xới tấm lòng của chúng ta. The first thing is that we need to let the Holy Spirit plow the soil of our hearts. Chúng ta thấy rằng thay đổi là một sự đau đớn. We know that uh, every change brings pain. Mảnh đất cần phải được cày xới thì chúng ta thấy rằng nó phải thay đổi cái tình trạng ban đầu của nó. Because if a, a piece of land is ploughed it will change the condition of that piece of land. Để hạt giống có thể được gieo vào ở trong mặt đất và kết quả. In order for a seed to be sown and bear fruit. Thì trong lời của Chúa hứa với chúng ta là EC đoạn 36 và 26 câu 7. Then Ezekiel chapter 36 verses 26 and 27. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta thì các ngươi sẽ giữ mệnh lệnh ta và làm theo I will give you a new heart and put a new spirit within you I will take the heart of stone out of the flesh and give you a heart of flesh I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes And you will keep my judgments and do them. So we remember that the Israel people, after they left Egypt, họ vẫn muốn sống theo cái lối sống cũ, they still wanted to live the old life vì bản chất của họ chưa được thay đổi. because the nature of their heart was still the same. cái điều phước hạnh của chúng ta trong thời kỳ ân điển. And, uh, we thank God that we are in the grace, the, the age of, of, of grace. Khi Đức Chúa Sư đến, thì Ngài sẽ ban một cái đời sống mới hay là Ngài thay đổi bản chất của chúng ta. and Và chúng ta cũng thấy rằng là Chúa sẽ không còn để cái tấm lòng bằng đá trong lòng chúng ta được nữa, mà và and Ngài sẽ thay cho chúng ta một tấm lòng thịnh. So according to the scripture, We know that God put a new heart uh into our heart and he removed the stony heart. Vấn đề là chúng ta có bằng lòng để cho Chúa làm điều đó không? And uh, the the uh the matter is it, it's up to us whether we allow God to do that. Yeah. Và mảnh đất đường đi không thể kết quả vì nó quá cứng bởi nhiều người qua lại. But so the wayside cannot could be productive because it is it is so hard because many people walk over them. Nhiều cái ý tưởng dạy dỗ từ con người. There are many many teachings from men. Tôn giáo, sách vở, thần học. From religion, from books, from different theologies. Kinh nghiệm hay là cuộc sống. Uh, but through experiences of life và còn nhiều nữa, and many other things. nó sẽ đi qua đi lại trong tấm lòng của chúng ta, khiến cho nó trở nên cứng và khó tin, khó tiếp nhận những lẽ thật từ chính Đức Chúa Trời là lời của Ngài. Những điều này tôi thường thấy ở trong một uh, những gì mà tôi nghe được ở anh em trong chúa khi nghe lời của chúa When they to the word of God, thì dường như hay có cái chữ nhưng ở trong đó nhưng tôi không là người tôi không thể làm được but I cannot do that. nhưng mà tôi đã nghe điều khác ở chỗ khác But I heard something else at another place. Và tôi không người đó không dễ dàng tiếp nhận lời của Chúa. And those things cause, them, cause it difficult for them to receive the word of God. Không dễ dàng để tin đâu. Not easy to believe. Cho nên chúng ta thấy cái tấm lòng của chúng ta cần phải được cài xới. Therefore we know that our heart need to be plowed by the Holy Spirit có một điều nghịch lý là lẽ thật của Chúa đến thì chúng ta lại ngờ vực. So the contradiction here is that when the word of God come and then and we 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 greet the word of God with suspicion, skeptic, skepticism. Cảnh giác và không dám tin. And uh, we are we are afraid to believe and embrace the word of God. Trong khi những điều giả dối, vô lý lại được chúng ta thu thập và cất giữ. Mm -hmm. And yet all the uh, the falsehood And, uh, and, and and all the falsehood, we are ready to receive them. And allow those false things to, to remain in our heart and become hardened in our heart. Và chúng ta đề kháng lại với lời Chúa. And because of that, we begin to resist the word of God. And the word of God, the seed of the word of God, cannot penetrate the hardness of our heart. Điều này sẽ dẫn đến chúng ta sẽ đánh giá sai chất lượng. the quality of the seed. Điều giả thì chúng ta cho là thật. So the false we think they are right, Điều thật chúng ta cho là giả. The true we we think that it is false. Đó là mục đích của Satan thừa thánh. And that is the of the enemy. Như người Do Thái, chúng ta thấy hiện nay họ vẫn không chấp nhận Chúa Giêsu. Just like many of the Jewish people nowadays, many of them still do not accept Jesus as their Lord. Ngài là từ Đức Chúa Trời đến. Jesus came from the Father. Nhưng mà họ cho đó còn không phải. But then they still did not believe Him. Nhưng tương lai, but in the future, họ sẽ nhận một cái người giả hiệu là Đấng Christ. They will accept a, an antichrist, a false Christ. Vậy thì làm thế nào? So what do we have to do? Chúng ta phải dâng cái tấm lòng của chúng ta cho Chúa. We need to offer our heart to him. Ở trong uh, Châm ngôn đoạn 23 câu 26 nói như thế này. 23, says this. Hỏi con ta, hãy dâng lòng con cho ta và mắt con hãy vui thích trong đường lối của ta. Mm -hmm. My son, give me your heart and let your eyes observe my ways. Hãy vỡ đất mới. Ở trong uh, Jeremy đoạn 4 câu 3 nói như thế này. Đức giê va phán với người giê đa và dân thành Jerusalem thế này. Hãy vỡ đất hoang, đừng gieo trồng trong gai góc. In Jeremiah chapter 4 verse 3. For thus says the Lord to the men of Judah and Jerusalem, Break up your fallow ground and do not sow among thorns. Hãy để Chúa thay tấm lòng mới cho anh chị em. Let uh, let God uh, put in a, a new heart for you. Hãy để Đức Thánh Linh đầy dẫy trong đời sống của chúng ta. Let the Holy Spirit be filled in your life. Để những điều cứng cỏi <laughs> so that the anything that is hardened in your heart sẽ được Chúa cày xới. <laughs> will be plowed away by God. Chúa sẽ ban thần mới <laughs> của Ngài cho chúng ta. He gave us uh, his uh, his spirit. Chúa sẽ thay cái sự cứng cỏi đó bằng sự mềm mại. And he the with the softness. Tấm lòng đơn sơ. A simple heart Một tấm lòng trong trong sạch. And a pure heart. Và chúng ta dễ dàng để tiếp nhận lời của Chúa hơn. Tấm lòng được thay đổi là một môi trường cho lời của Chúa được kết quả. So a changed heart is an environment that is Uh, easy to receive the word of God. Chúng ta cần nhận biết tình trạng cuộc linh của chúng ta dựa trên ánh sáng của lời Chúa. We need to recognize the condition, uh, the spiritual condition of our heart according to the word of God. Để chúng ta có thể khao khát sự thay đổi và thay đổi dẫn đến kết quả. So that we can uh, be hungry for change because change will bring result. Có một lời của một sư đã giảng như thế này. Nỗi đau của chúng ta phải lớn hơn nỗi đau của sự thay đổi. Uh, one pastor says this. Um, uh, <laughs> our pain, the pain that we have to, uh, to accept, must be, must be greater than the pain of change. Yeah. Thì chúng ta mới chịu thay đổi. Mm. Only then that we are willing to change. Tại vì á, cái điều này rất là khi tôi nghe điều này đó là tôi hiểu, tại vì tôi đã từng kinh nghiệm. I, I, when, I, when, I, when I heard that, I, I believe, I, I understood because, because I, I, went through many things. Tại vì nếu mà cái sự nỗi đau của chúng ta đó nó chưa có đủ lớn thì chúng ta cũng chưa chịu thay đổi đâu. Because if our suffering is not big enough, we will not be willing to change. Chúng ta thấy rằng khi sứ đồ Phaolô nói rằng là tôi muốn làm điều lành mà điều dữ dính dấp. Just like the apostle Paul said that I want to do The right thing, but tôi the evil thing continue. Uh, but I still do the evil thing. Tôi thất bại vì tôi đã cố gắng nỗ lực để làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời. I fail because I try my effort to obey the law of God. Và chính lúc ông thấy mình thất bại, and uh, at the moment when he recognized that he failed, thì chính là lúc mà quyền năng của Đức Chúa Trời được thực hiện trong cuộc đời của ông. And that is when the power of God manifests in his life. Tôi nhớ khi mình còn là một thanh niên đang hầu việc Chúa trong hội thánh, trong ban thanh niên của hội thánh truyền thống. God in a Lúc đó tình trạng ban thanh niên rất là tệ, mọi người không có làm việc. To serve. Khá nhiều người không còn đi nhóm nữa. And uh, some of them stop going to church. Tôi còn lại với những cố gắng nỗ lực để níu giữ. And uh, I was among the people who who were still there and trying our best in order to 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 keep the the youth group. Có lúc tôi đã muốn buông tay chèo cho chiếc tàu ấy chìm theo hoàn cảnh. Uh, there were times when I just want to give up. Khi đó tôi cầu nguyện. And then I prayed. Chúa ơi xin giúp con hầu việc Ngài bằng tình yêu. Lord, help me to serve you with love. Nếu không thì con sẽ bỏ cuộc. Otherwise, I would have to give up. Và thật là lạ lùng Chúa đã nhận lời cầu nguyện của tôi. And uh, the amazing thing is that God granted my prayer. Chúa đã đổ tình yêu của Ngài cho tôi để tôi kinh nghiệm một sự thay đổi. Uh, God poured his heart into my heart, his love into my heart so that I, I begin to, to, uh, to experience a change. Thay đổi một tấm lòng mới a change uh, into a new heart. Tôi hiểu lời Chúa trong sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. And I began to understand the word of God uh, by the guidance of the Holy Spirit. Không còn cố gắng hiểu theo tâm trí xác thịt nữa. I didn't uh, I, I didn't try to understand it according to my flesh. Không còn hầu việc Chúa bằng nỗ lực hay trách nhiệm nữa. I I, didn't, I stopped serving, serving God by, by my own effort or because of a, a A, uh, a an obligation. Nhưng mà bằng ân điển và tình yêu. But by his grace and his love. Bên cạnh đó thì có một sự thay đổi đặc biệt đó là Chúa cho tôi thấy những cái tội lỗi bên trong của mình. And then on the other hand, God also revealed sins in my life. Tội uh, tự ái nè, tự tôn nè, um, nóng giận nè. anger, và rất là dễ ờ uh, nổi nóng. and easily uh, upset. Và Chúa đã làm một việc kỳ diệu là khi tôi dâng cuộc đời cho Chúa thì Ngài đã thay đổi những điều đó trong tôi. Ừm. Mm. And uh, the wonderful thing God did is that when I when I commit my life to him, he begin to change me on the inside. Không thể nào nói hết được một sự biến đổi tuyệt vời từ lúc đó. I could not describe the 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 wonder Of, of the change that happened there. Và đó là một trải nghiệm không bao giờ quên được trong cuộc đời của tôi. And that was an, unf an unforgettable experience in my life. Tôi biết ơn Chúa đã cứu tôi. I thank God that he saved me. Đã thấy sự thất bại của tôi. And he saw my failure. Đã thay đổi tôi. And changed me. Đã giúp cuộc đời của tôi bắt đầu kết quả. And, and help me so that my life begin to be fruitful. Anh chị em thân mến, And my dear brother and sister, Chỉ có đức thánh linh mới giúp chúng ta thay đổi hiện trạng tấm lòng của chúng ta mà thôi. Only the Holy Spirit can change the condition of our heart. Ngoài ngày chúng ta không làm chi được. Without him we cannot do anything. Nếu chúng ta dính vào gốc nho uh, thì chúng ta sẽ sinh ra lắm trái. Then we will bear much fruit. Chúng ta sẽ không còn kết quả theo xác thịt nữa. We will not bear fruit according to our flesh. Từ khi biết Chúa đến nay, anh chị em có thấy mình được thay đổi không? you in your life? Một thay đổi rõ ràng từ tối qua sáng. A, a, a from into light. Từ cũ qua mới, from, old, from the old thing into the new Có điều gì khác biệt trong đời sống của anh chị em? Is there any uh, in your life? Và chúng ta có kinh nghiệm một sự đau đớn khi được thay đổi không? And do you pain when you chúng ta có trả giá nào không? Did you pay any price? Chúng ta có một cái sự từ bỏ nào trong cuộc đời mình hay là chúng ta có ngã rẽ nào trong đời sống của chúng ta không? Was there anything that you had to give up in your life? Chúng ta thấy cuộc đời của Job. Uh, when we look at the life of Job. Ai đã từng đọc về cuộc đời của Job? How many of you have read the story of Job? Chúng ta thấy cuộc đời của Gia Cớp. And also the life of Jacob. Tôi không có thời giờ để nói nhiều nhưng mà tôi chỉ điểm qua những cuộc đời này. Cuộc đời của Phaolô. And uh, Paul's life. Cuộc đời của Esai. Isaiah's life. Vân vân và vân vân. And many others. Tất cả họ. All of these men. đều có một bước ngoặt quan trọng. There was a, a, để làm lives, cuộc đời của họ kết quả. So that their life fruitful. Nếu không có những cái bước ngoặt này, họ không kết quả được. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. May God bless all of us. Điều thứ hai chúng ta cần có đó là hãy sống cho Chúa. Chúng ta chưa kết quả là vì chúng ta chưa sống cho Chúa. We do not bear fruit because we do not live for him. Theo ý riêng. We still live according to our own will. Galatia đoạn 5 câu 16 câu 18 nói như thế này. Chúng ta phải bước theo Thánh Linh. Chúng ta phải vâng phục Thánh Linh và chúng ta phải nhờ Thánh Linh chỉ dẫn. Galatia đoạn 5 câu 16 đến 18. Okay, uh, according to Galatians 5, verses 16 to 18, uh, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Yeah. Chúng ta phải dâng kế đó là chúng ta phải dâng tấm lòng của chúng ta cho Chúa và yêu thích đường lối của Chúa. Châm ngôn đoạn 23 câu hồi 26. Lúc nãy tôi cũng đã đọc cho hội thánh. We need to commit our, our, heart to God and love the, the, ways of God and I read that already in Proverbs Mảnh đất thứ hai không thể kết quả vì chỉ có một ít đất bên trên mà thôi. So the second um, uh, soy that according to the, uh, the, uh, the parable of the soil, it, um, it, it was not fruitful because uh, there was not, there was not uh, enough soil ở dưới là đá nên hạt giống vẫn không đâm rễ sâu được because it has a lot of rocks that is why the the seed cannot uh, take root down đời sống không bước theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh cũng không thể kết quả a life that is not walking according to the holy spirit We also not bear fruit. Chúng ta sẽ thấy lúc đó đời sống của chúng ta sẽ có hai mặt. We will see that our life there will be two sides of our life. Một mặt là đất và một mặt là đá. Uh, one side it is the, the soil and the other one is the rock. Một mặt thì muốn sống theo thánh linh. One side we want to live according Mà to the spirit. một mặt chúng ta cũng muốn sống cho xác thịt.

tiếp nhận một cách vui vẻ nhưng and khi về với chính mình. Những ưa muốn của xác thịt sẽ nổi lên để chống lại những ưa muốn của Đức Thánh Linh. Và khiến cho lời Chúa không kết quả được trong chúng ta. And the word of God fruit in our lives. Anh chị em thân mến. And and sisters, không nên như vậy. We should not live like that. Đừng để mình lại thất bại như dân Israel đã thất bại. Do not walk in the footsteps of the Israel people. Họ biết Chúa ban họ cho họ đất Canaan. They knew that God gave them Canaan the promised land. Nhưng mà họ vẫn muốn sống theo lối sống cũ trong Ai Cập. But they still want to live the same life that they used to live in Egypt. Và chính vì vậy

And uh, you remember the the rich young ruler? Anh ta vừa muốn có sự sống đời đời. He wants eternal life. Nhưng mà anh ta cũng không muốn mất những của cải mà anh ta đã. And yet he doesn't want to give up all the riches that he has. Có được trong cuộc đời của mình. That he has in his life. Điều đó không thể được anh chị em. We cannot have both. Chỉ có một mất một còn mà thôi. <laughs> We have to choose one. Nếu chúng ta muốn có Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. If we want the Holy to in our life, thì chúng ta phải đè bẹp cái nếp sống của xác thịt xuống. Then we have to reject the life of the flesh. Để cho nó bị chết đi, bị tiêu diệt đi. And let it die để phần còn lại sẽ là phần đắc thắng và kết quả. So that we can bear fruit. Amen. Phần thứ ba chúng ta cần có đó là hãy tin cậy và phó thác. And Đây cũng là một loại tấm lòng không kết quả vì sự lo lắng. And this is also talk about, talking about the, the heart of, of, the, of the people who have fear and worries. Sự đam mê, sự lôi cuốn, sự ham muốn. And uh, the, desires, uh, for other things. Về nhiều thứ khác trong cuộc đời làm cho hạt của, giống của Chúa ngạt ngòi. The desire for other things cause, and, and choke the the seed of the word of God. Những người này không dám giao tương lai mình cho Chúa. These are the people who who do not have the confidence to to commit their life to God. Không dám tin cậy Chúa chăm sóc những nhu cầu của mình. They they are afraid of of trusting in God completely to take care of everything in their lives. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng Thi Thiên trong đoạn 37 câu 5 nói như thế này. But the word of God in Psalm 37 verse 5 says this có Hãy phó thác đường lối mình cho Đức giê va và nhờ cậy nơi Ngài thì chính Ngài sẽ làm thành điều này. Your way to the Lord, trust also in him and he shall bring it to pass. Cho nên chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta phó thác đường lối mình và nhờ cậy nơi Chúa, Ngài sẽ làm thành tương lai của chúng ta. Chúng ta có tin điều này it. không? Do chúng ta really có tin điều này không? Dạ. Chắc chắn là như vậy thưa Thánh Chắc is, chắn là chúng ta Không nhiều thì ít chúng ta đã từng kinh nghiệm như vậy I'm sure that we have experienced some of this already. Từ công việc From our work, Hôn nhân our marriage, Sức khỏe our health, Tài chánh our finance, Con cái children, Những mối liên hệ relationships, Các hợp đồng contracts, Vân vân và vân vân Chắc chắn Chúa sẽ lo liệu cho tương lai của chúng ta for, we can know for sure that He will take care of our future. Chúng ta dám tin cậy và phó thác đời sống mình thì Chúa sẽ làm phần của Ngài. Amen. If we have the, 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 the obedience to commit our life to Him then He will do His part. Philip đoạn 4 câu 19 thì nói như thế này. Philippians chapter 4 verse 19. Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong đấng Christ Jesus. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Hãy tin vào sự cung ứng dồi dào của Chúa vì Ngài là đấng toàn năng. So trust in the abundant supply and and provision of God. Đừng lo sợ những hoàn cảnh hay tương lai còn mờ mịt. Do not worry and and be afraid of the future that we don't know yet. Hãy tin cậy Chúa, phó thác cuộc đời chúng ta cho Chúa. Trust in God and commit your life in Him anh chị em sẽ kết quả. Then you will bear fruit. Anh chị em sẽ thắng. You will be victorious. Amen. Amen. Chúng ta có muốn tấm lòng mình trở nên mềm mại. We want our our heart to be softened. Sẵn sàng để lời Chúa kết quả trong đời sống của mình không? And ready to receive the word of God and bear fruit in our lives? Hãy đến với Chúa Thánh Linh. Come to the Holy Spirit. Và nói với Ngài điều lòng anh chị em muốn. And tell him what it is that What is the desire of your heart? Nhận biết tấm lòng của chúng ta. I, um, recognize the condition of your heart. Chắc chắn Ngài sẽ thay đổi tấm lòng của chúng ta. And uh, We know for sure that he will change our heart. Ngài sẽ đặt thần mới ở trong lòng của chúng ta. He put his spirit into our heart. Thay cho chúng ta tấm lòng bằng thịt. And change for us a, a flesh a new a flesh heart để chúng ta có thể tiếp nhận được lời của Chúa. và lời ấy mới có thể kết quả trong cuộc đời chúng ta. nhưng but, hãy sẵn sàng cho sự đau đớn. But be ready for the, and the pain. một sự trả giá. And, and for the price. sự mất mát. And, and, and you will lose nhưng có một điều chúng ta nên nhớ rằng. But Điều Chúa ban cho chúng ta quý giá gấp triệu lần. Mm. What God give to us will be worth a million times. Hơn cái điều chúng ta mất đi. Than the things that we have to lose. Đừng bao giờ để bị kẻ thù lừa dối. Do not be deceived by the enemy. Tôi đã từng bị lừa dối một một khoảng thời gian ngắn. For a, for a short period of time I was deceived. Có một cái sự tranh chiến lớn khi tôi muốn dâng cuộc đời cho Chúa. There was a big fight when I was about to commit my life to God. Nó lừa dối tôi rằng nếu tôi dâng cho Ngài cuộc đời của tôi. The, the devil deceived me by ask, by by telling me if you commit your life to God. Thì tôi sẽ mất chính tôi. You will lose yourself. Tôi không còn là thiên ái nữa. Uh, you will not be thiên ái anymore. Nhưng mà không đâu. But no. Khi tôi đã dâng cuộc đời cho Chúa. When I commit my life to God. Tôi bắt đầu nhận ra rằng I began to recognize Điều tôi mất đi the that I lost chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển is nothing compared mà to the glory that God gave me. Và đây là một thách thức cho anh chị em. And this is for all of us. Hãy dâng cuộc đời cho Chúa. Commit your life to God. Để thấy được ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. To the good and perfect will of God trong cuộc đời của anh chị em. In your life anh chị em nghĩ thế nào? What do Xin Chúa Thánh Linh hành động trong lòng anh chị em. heart. Amen. Xin mời chúng ta đứng lên để cầu nguyện. Chúa yêu dấu của chúng con. Chúa ơi chúng con muốn kết quả cho ngài. want to bear fruit for you. Và trở nên môn đồ của ngài and to become your disciples. Để Chúa được tôn vinh trong cuộc đời của chúng so con. That you will be glorified in our lives. Và mọi người sẽ thấy Chúa trong cuộc đời chúng con. And everyone else will recognize you in our lives. Xin Chúa cho chúng con hãy bằng lòng. Help us to agree. Để Chúa thay đổi cuộc đời chúng con. To allow you to change our heart. Cho dù phải mất mát. Even if we may have to lose something. Cho dù chúng con phải trả giá.

đời sống của chúng con để không bao giờ qua đi, mà tiếp tục kết quả trong cuộc đời chúng con. Một hộp ba chục, sáu chục, một trăm cho ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Right. Amen. Praise God. Amen. So God bless us as we uh,